con người hôm nay vật súng vật cung vật cờ vật đàn đổi lại khăn tang quay ngang vòng nàng hoàn chiến sẽ có một ngày con người hôm nay về với miêu đường mồ mà giá tiên hàng chục năm qua bức bách nhạt nhòa cho quên và hận thù xưa như làn hương thu tan về cao dầm tất cả lùa qua một cơn ác mộng kẻ lọc lừa kia bạo lực xô chân sống sót về đây nghe tiếng bình tâm an nhờ phúc phận. Sẽ có một ngày là tiêu đề một bài thơ và cũng là dự ước của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện về một ngày mai bừng sáng cho quê hương đất nước bên kia bờ đại dương. Trong tâm tình biết ơn và tưởng nhớ tác giả Hoa Địa Ngục, xin hãy cùng nhau hướng về cái ngày chắc chắn sẽ đến ấy qua chương trình diễn đọc các bài viết, hồi ký, nhận định, bình luận, phản ảnh những tiếng lòng thiết tha gắn bó của những người Việt Nam luôn hướng vọng về quê cha đất tổ. Lời giới thiệu, bài nhận định gọi tên cuộc chiến của Trần Trung Đạo. Điểm khác nhau căn bản giữa chủ thuyết Nixon và chủ thuyết Truman là sự thay đổi từ ngăn chặn làn sóng cộng sản (containment of communism) sang hợp tác và hòa hoãn. Hợp tác với Trung Cộng, hòa hoãn với Liên Xô. Đối với xung đột quân sự tại Việt Nam, Nixon chủ trương Việt Nam hóa chiến tranh (Vietnamization). Trong diễn văn đọc tại Guam vào tháng 11/1969, Tổng thống Nixon tuyên bố rằng Mỹ chỉ yểm trợ võ khí và phương tiện cho các quốc gia đồng minh, nhưng việc bảo vệ lãnh thổ là trách nhiệm của chính phủ và nhân dân các nước đó. Theo cách hiểu của các nhà lãnh đạo Mỹ, thì từ khi chiến tranh bộc phát cho đến khi mà người lính Mỹ tác chiến cuối cùng rời khỏi Việt Nam là cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Cộng sản Việt Nam. Cả Mỹ và Cộng sản Việt Nam đều đã cố tình bỏ qua một thành phần khác, một cuộc chiến khác. Đó là cuộc chiến của nhân dân miền Nam Việt Nam bảo vệ chế độ Cộng hòa non trẻ, bảo vệ quyền được sống trong tự do dân chủ sau gần 100 năm trong bóng tối thực dân. Quan điểm chiến tranh Việt Nam là chiến tranh giữa Mỹ và Cộng sản Việt Nam đã ăn sâu vào nhận thức của không ít các tầng lớp người Mỹ, từ người dân bình thường cho đến giới trí thức, văn nghệ sĩ, các nhà làm phim Mỹ. Họ quên rằng chiến tranh không diễn ra tại Washington DC, không diễn ra tại Hà Nội, mà diễn ra tại miền Nam Việt Nam. Sự hy sinh của 58.220 người lính Mỹ là sự hy sinh to lớn và đáng kính, nhưng không thể so với sự chịu đựng của hơn 20 triệu dân miền Nam Việt Nam. Trong đó, nhiều trăm ngàn người đã chết trong cuộc chiến, nhiều trăm ngàn người bị đầy ải trong lao tù sau cuộc chiến. Từ những cụ già ở Huế cho đến những em bé còn mặc tã ở nhà hàng Mỹ Cảnh hay tuổi chưa lên 10 ở tiểu học Cai Lệ đã chết trong tức tưởi vì tham vọng cộng sản hóa toàn cõi Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu tại Cửu Long, Hương Cảng tháng 2/1930. Do đó, ngay cả khi hoan hô các nhà làm phim Mỹ đưa ra ánh sáng một vài gương mặt xấu xa, độc ác của chế độ Cộng sản, chúng ta cũng đừng quên sự hy sinh và sự chịu đựng của ông bà, cha chú mình. Và nhất là đừng quên, dù có người Mỹ hay không, thì cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ vẫn đã và vẫn đang diễn ra ngay trong phút giây này của lịch sử Việt Nam. Sau đây là nội dung bài bình luận gọi tên cuộc chiến của Trần Trung Đạo. Ngày 23/3/2017, giáo sư Drew Gilpin Foss, Viện trưởng Viện Đại học Harvard,
đã viếng thăm Đại học Fulbright Việt Nam. Nhân dịp này, bà Dufos đọc một bài diễn văn tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tại Việt Nam. Một phần khá dài của bài diễn văn, bà Foss dành để nói về chiến tranh Việt Nam, nói về nội chiến Hoa Kỳ và hòa giải Nam Bắc Mỹ. Trong suốt diễn văn, bà Dufos không hề nhắc đến sự chịu đựng của người dân miền Nam Việt Nam hay nhắc đến Việt Nam Cộng Hòa, tức là chính phủ đại diện cho hơn một nửa dân số Việt Nam ngày đó. Người viết không nghĩ là vì bà Foss dè dặt hay là không muốn làm buồn lòng quốc gia chủ nhà. Nhưng giống như một số khá đông các trí thức Mỹ trước đây, sau 44 năm từ khi các đơn vị trực tiếp chiến đấu Mỹ rút khỏi Việt Nam vào tháng 3 1973, bà Foss vẫn chưa nhìn sâu được vào bản chất của cuộc chiến Việt Nam. Việt Nam trong diễn văn của bà Foss là Cộng sản Việt Nam. Bà Dufos không hiểu được rằng chỉ có đường Việt Nam đầy máu nhuộm chạy dài suốt 158 năm. Từ khi viên đại bác của Vigo de Genuji bắn vào Sơn Trà, Đà Nẵng vào sáng ngày 1 tháng 9, 1859 cho tới ngày hôm nay, nhiều triệu người Việt đã hy sinh vì độc lập tự do dân tộc. Đảng Cộng sản là một nhóm người rất nhỏ, và chỉ ra đời vào tháng 3 1930. Cộng sản thắng chỉ vì họ có mục đích thống trị rõ ràng, dứt khoát, kiên trì và bất chấp mọi phương tiện để hoàn thành mục tiêu vạch ra. Bà Dufos là người học nhiều hiểu rộng, chắc chắn điều đó đúng. Nhưng nghe một câu chuyện và cảm thông với những nạn nhân trong câu chuyện lại là chuyện khác. Ngôn ngữ không diễn tả được hết nỗi đau và đôi mắt thường không thấy được những vỡ nát bên trong một vết thương. Là một sử gia, bà Dufos biết lịch sử được viết bởi kẻ cưỡng đoạt, không phải là chính sử. Chính sử vẫn còn sống, vẫn chảy, nhưng chỉ được hiểu bằng nhận thức khách quan, tinh tế, chia sẻ với những tầng lớp người đang chịu đựng, thay vì đứng về phía giới cầm quyền cai trị. Một ví dụ về chính sử. Vào năm 1949 tại Trung Cộng, trước cuộc bỏ phiếu bầu ra chức vị Chủ tịch Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, họ Mao đã tin tưởng tuyệt đối rằng 547 đại biểu sẽ bỏ phiếu cho ông ta. Nhưng không, thực tế là chỉ có 546 người bỏ phiếu thuận, trong khi nhà nghiên cứu triết học có tên là Zheng Dongshen đã bỏ phiếu chống lại Mao Trạch Đông. Ông Zheng sau đó bị đày đọa và đã chết trong tù, nhưng lịch sử Trung Hoa ngày sau sẽ nhớ đến ông như một người viết chính sử Trung Hoa. Việt Nam của chúng ta cũng thế, chính sử vẫn đang được viết, không phải từ những người đang đón tiếp bà Dufos, mà bằng những người đang ngồi trong tù, đang bị hành hạ, đang bị đày ải, bị trấn áp dưới nhiều hình thức khát vọng độc lập, tự do, từ những ngày đầu của tháng 9 năm 1859 ở Cẩm Lệ, Quảng Nam, nơi mà máu của đô thống Lê Đình Lý đã chảy xuống cho đến ngày hôm nay, vẫn cùng một dòng và chưa hề gián đoạn. Nhân dịp tháng 4, người viết xin phân tích một số định nghĩa về nội dung của cuộc chiến tranh Việt Nam. Chiến tranh Việt Nam có phải là chiến tranh ủy nhiệm? Chiến tranh ủy nhiệm, tiếng Anh Proxy War, là cuộc chiến tranh mà các quốc gia bên ngoài, thường là cường quốc, không tham gia trực tiếp cuộc chiến, nhưng qua hình thức cung cấp vũ khí, tài chính cho các phe cánh lực lượng trong quốc gia đó đánh nhau vì quyền lợi riêng của các phe nhóm này, nhưng cũng tương hợp với quyền lợi của các nước bên ngoài. Chiến tranh đang diễn ra tại Syria thường được báo chí gọi là chiến tranh ủy nhiệm. Theo đó, các nước Mỹ, Nga, Iran, Thổ, Anh, Pháp, Saudi Arabia và Qatar góp phần tàn phá Syria khi yểm trợ cho các phe nhóm, nhiều khi bất cần hành vi khủng bố của các phe nhóm này để tranh giành ảnh hưởng và tài nguyên của vùng Trung Đông. Không ít báo chí quốc tế và nhà nghiên cứu chiến tranh lạnh đã gọi chiến tranh Việt Nam trước khi Mỹ đổ bộ vào tháng 5 1965 là chiến tranh ủy nhiệm. Trong đó Trung Cộng, Liên Xô một bên, Mỹ và đồng minh một bên. Định nghĩa chiến tranh Việt Nam là chiến tranh ủy nhiệm chỉ đúng khi nhìn cuộc chiến từ quan điểm đế quốc, dù là Mỹ, Liên Xô hay Trung Cộng, chứ không phải là từ vết thương, từ vị trí của nạn nhân buộc phải chiến đấu để sống còn.
như dân và quân miền Nam Việt Nam. Như có lần người biết dẫn chứng, một người lính nghĩa quân gác chiếc cầu ở đầu làng để cho mấy anh du kích khỏi về rực sập cũng là một biểu hiện hùng hồn của lý tưởng tự do và chủ quyền. Chiếc cầu là huyết mạch kinh tế của làng, là trục giao thông chính của làng, là vẻ đẹp của làng, và việc bảo vệ chiếc cầu là nhiệm vụ sống còn mà người lính nghĩa quân phải làm cho bằng được. Không ai ủy nhiệm anh lính nghĩa quân cả. Anh không bảo vệ chiếc cầu dùng cho Mỹ, mà anh làm cho chính anh và cho bà con trong thôn xóm của anh. Lý tưởng tự do của một dân tộc dù thiêng liêng to lớn bao nhiêu cũng bắt nguồn từ những hình ảnh nhỏ nhoi nhưng đầy ý nghĩa đó. Trong phần lớn chiều dài của cuộc chiến, quyền lợi của Mỹ ở Đông Nam Á và quyền lợi của Việt Nam Cộng Hòa là tương hợp với nhau. Việt Nam Cộng Hòa đã nhận hầu hết viện trợ quân sự của Mỹ, kể cả nhân lực, nhưng không đánh thuê cho Mỹ như Cộng sản tuyên truyền. Sau thông cáo chung Thượng Hải năm 1972 và Hiệp định Paris 1973, chính sách của Mỹ tại Đông Nam Á thay đổi, quyền lợi Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ do đó không còn tương hợp nữa. Mỹ rút quân và cắt giảm viện trợ quân sự vốn đã quá chênh lệch so với nguồn viện trợ quân sự dồi dào mà Cộng sản Việt Nam nhận từ Liên Xô, Trung Cộng và phong trào Cộng sản quốc tế. Cho dù cạn kiệt nguồn cung cấp, thì quân và dân Việt Nam Cộng Hòa vẫn chiến đấu và hy sinh cho tự do của họ. Không phải chỉ sau Hiệp định Paris 1973, không phải đến ngày 30 tháng 4 1975, mà cả sau 30 tháng 4 1975, hôm nay và cho đến khi chế độ Cộng sản còn hiện diện tại Việt Nam. Chiến tranh Việt Nam có phải là nội chiến? Nhiều người chỉ nhìn vào mái tóc, màu da, khuôn mặt, chủng tộc, dòng máu và kết luận rằng chiến tranh Việt Nam là nội chiến. Thật ra thì mái tóc, màu da, khuôn mặt, dòng máu chỉ là hình thức. Thế nào là nội chiến? Theo các định nghĩa chính trị học, nội chiến, tiếng Anh, Civil War, là một cuộc chiến tranh giữa hai thành phần có tổ chức trong cùng một quốc gia vốn trước đó thống nhất. Mục đích của một bên là chiếm đoạt bên kia để hoàn thành ý định chinh phục ở lãnh thổ hay thay đổi chính sách nhưng không thay đổi thể chế. Theo định nghĩa này, chiến tranh giữa miền Nam và miền Bắc nước Mỹ là một cuộc nội chiến hoặc cuộc xung đột võ trang giữa chính phủ da trắng và Nghị hội Toàn quốc Nam Phi, African National Congress, gọi tắt ANC, chống chính sách phân biệt chủng tộc tại Nam Phi là một cuộc nội chiến. Miền Bắc nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Abraham Lincoln đã thắng cuộc nội chiến Mỹ, nhưng chỉ thay đổi chính sách nô lệ, trong lúc cơ chế chính trị và chính phủ cấp tiểu bang gần như không thay đổi nhiều. Tại Nam Phi cũng vậy, sau cuộc đấu tranh dài dưới nhiều hình thức, cuối cùng ANC đã thắng, nhưng cũng chỉ hủy bỏ chính sách phân biệt chủng tộc, tiếng Anh là Apartheid, tại Cộng hòa Nam Phi, nhưng không xóa bỏ nền kinh tế thị trường. Không chỉ cựu Tổng thống De Klerk trở thành cố vấn của Tổng thống Nelson Mandela trong suốt nhiệm kỳ, mà nhiều viên chức trong chính phủ của De Klerk, các tư lệnh quân binh chủng, lực lượng cảnh sát quốc gia đều tiếp tục nhiệm vụ của họ. Sau Hiệp định Geneva 1954, Việt Nam Cộng Hòa không có ý định chiếm đoạt lãnh thổ miền Bắc hay lật đổ cơ chế Cộng sản miền Bắc. Chính phủ và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn không muốn chiến tranh. Sau 100 năm chịu đựng không biết bao nhiêu là đau khổ, dưới ách thực dân, mục đích trước mắt của nhân dân miền Nam Việt Nam là có được cơm no áo ấm, có được một cuộc sống tự do và xây dựng miền Nam thành một nước Cộng Hòa hiện đại. Giấc mơ tươi đẹp của nhân dân miền Nam đã bị ý thức hệ Cộng sản với võ khí của Liên Xô, của Trung Cộng tàn phá vào buổi sáng ngày 30 tháng 4 1975. Sau khi Việt Nam Cộng Hòa bị cưỡng chiếm, Đảng Cộng sản Việt Nam không phải chỉ thay đổi về chính sách như trường hợp Mỹ hay trường hợp Nam Phi, mà đã thay đổi toàn bộ cơ chế. Nói theo lý luận Cộng sản, đó là sự thay đổi tận gốc rễ từ thượng tầng kiến trúc chính trị đến hạ tầng cơ sở kinh tế bằng các phương pháp dã man, không thua kém các lãnh đạo độc tài như Hitler, Mao, Stalin. Do đó, gọi chiến tranh Việt Nam là nội chiến chỉ đúng về hình thức, còn nội dung thì vẫn là chiến tranh của các chính phủ và nhân dân miền Nam
chống lại ý thức hệ cộng sản xâm lược. Chiến tranh Việt Nam có phải là chiến tranh chống Mỹ, cứu nước? Stalin trong buổi họp với Mao và Hồ Chí Minh tại Moscow giữa tháng 2 1950 đã phó thác sinh mạng của Cộng sản Việt Nam vào tay Trung Cộng. Stalin nói với Hồ Chí Minh tại Moscow rằng, từ bây giờ về sau, các đồng chí có thể tin tưởng vào sự giúp đỡ của Liên Xô, đặc biệt hiện nay sau thời kỳ chiến tranh, thặng dư của chúng tôi còn rất nhiều và chúng tôi sẽ chuyển đến các đồng chí qua ngà Trung Quốc. Tuy nhiên vì điều kiện thiên nhiên, chính yếu vẫn là Trung Quốc sẽ giúp đỡ các đồng chí. Những gì mà Trung Quốc thiếu, chúng tôi sẽ cung cấp. Sau đó tới phiên Mao Trạch Đông, y cũng lần nữa xác định với Hồ Chí Minh rằng bất cứ những gì Trung Quốc có mà Việt Nam cần, chúng tôi sẽ cung cấp. Theo Trương Quảng Hòa, trong cuốn Hồi ký của những người trong cuộc, Hồ Chí Minh đã thưa với Mao Trạch Đông ở trên xe lửa từ Liên Xô về Trung Cộng rằng: Thưa Mao Chủ tịch, Stalin không chuẩn bị viện trợ trực tiếp cho chúng tôi, cũng không ký hiệp ước với chúng tôi. Cuộc chiến tranh chống Pháp từ nay về sau chỉ có thể dựa vào viện trợ của Trung Quốc. Và như vậy thì thấy rằng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Cộng, không chỉ phương tiện chiến tranh, kinh tế, quốc phòng, ý thức hệ, cơ sở lý luận, mà ngay cả cách nói, cách ăn mặc, cách chào hỏi. Mao Trạch Đông gần như đơn phương quyết định mọi hoạt động quân sự của Việt Minh, kể cả việc chọn ngày, chọn tháng cần phải chiếm Điện Biên Phủ. Sau cuộc xung đột eo biển Đài Loan, và trầm trọng hơn, sau chiến tranh Triều Tiên với gần 400.000 quân Trung Cộng bị giết, trong số đó có Mao Ngạn Anh, tức là Mao An Ninh, là người con trai trưởng và gần gũi nhất của Mao Trạch Đông, thì từ đó kẻ thù lớn nhất của Mao Trạch Đông chính là Mỹ. Mao Trạch Đông đã chỉ thị toàn bộ bộ máy tuyên truyền tại Trung Cộng phải chống Mỹ bằng mọi giá. Chống Mỹ từ xa, chống Mỹ ở gần, chống Mỹ trong lý luận, chống Mỹ trong thực tế, chống Mỹ khi có mặt Mỹ và chống Mỹ khi không có mặt Mỹ. Tuân lệnh Mao Trạch Đông, trong hội nghị lần thứ 6 của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tự diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7 năm 1954, Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã nghĩ đến chuyện đánh Mỹ qua câu tuyên bố như sau: Hiện nay thì đế quốc Mỹ là kẻ thù chính của nhân dân thế giới và nó đang trở thành kẻ thù chính và trực tiếp của nhân dân Đông Dương, cho nên mọi việc của ta đều nhắm chống đế quốc Mỹ. Như vậy thì thấy là khẩu hiệu chống Mỹ cứu nước được thay nghén từ quan điểm vào thời điểm này. Nhưng chữ nước trong khẩu hiệu chống Mỹ cứu nước phải hiểu là nước Tàu chứ không phải là nước Việt Nam. Lý do trong thời điểm này chưa có một người lính hay một cố vấn Mỹ nào hiện diện ở Việt Nam. Hôm đó, ngay cả Hiệp định Geneva 1954 cũng còn chưa ký kết. Với chỉ thị của Mao và kiên trì với mục đích cộng sản hóa Việt Nam đề ra từ 1930, vào tháng 5 năm 1959, thì Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động sau khi biết rằng việc chiếm miền Nam bằng phương tiện chính trị không thành, đã quyết định đánh chiếm miền Nam bằng võ lực, dù phải gọi là đốt cháy cả dãy Trường Sơn như Hồ Chí Minh đã nói. Gần hết đồng bào miền Bắc bị Đảng lừa vào cuộc chiến giải phóng dân tộc và hàng triệu người đã uống phải viên thuốc độc bọc đường chống Mỹ cứu nước nên bỏ thây trên khắp hai miền đất nước. Lý luận chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không thực thi cái gọi là thống nhất đất nước theo tinh thần Hiệp định Geneva chỉ là cái cớ tuyên truyền. Thực tế chính trị thế giới của giai đoạn sau Thế chiến thứ hai là thực tế phân cực và sự chọn lựa của thời đại là chọn lựa giữa ý thức hệ quốc gia và cộng sản. Không chỉ các quốc gia bị phân chia như Nam Hàn, Tây Đức, mà cả các quốc gia không bị phân chia như Hy Lạp, như Thổ Nhĩ Kỳ, v.v. cũng chọn thế đứng dân chủ Tây Phương để làm bàn đạp phát triển đất nước. Giả sử như nếu có bầu cử để gọi là thống nhất đất nước và Đảng Cộng sản đã thua cuộc, liệu giờ họ sẽ giải nhiệm các cấp chính trị viên và sát nhập vào quân đội quốc gia, giải tán bộ máy công an chìm nổi, đóng cửa các cơ quan tuyên truyền, từ chức khỏi tất cả chức vụ điều hành đất nước hay không? Trừ vì mặt trời mọc ở hướng Tây
và lặn ở hướng đông thì điều đó không bao giờ xảy ra. Trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng. Câu ca dao quen thuộc mà ai cũng biết, đó là chưa kể đến mây xám, mây đen, mây hồng, mây tím trong thơ và nhạc. Nhưng mây màu gì? Mây thật sự chỉ là màu trắng. Màu mây thay đổi do ánh nắng mặt trời tùy theo mỗi khoảnh khắc trong ngày. Cuộc chiến Việt Nam cũng vậy, tên gọi của cuộc chiến khác nhau tùy theo quan điểm, góc nhìn, quyền lợi và mục đích. Nhưng với nhân dân miền Nam, đó chỉ là cuộc chiến tự vệ của những người Việt yêu tự do dân chủ, chống lại ý thức hệ cộng sản độc tài toàn trị xâm lược. Nếu không thấy rõ bản chất xâm lược của ý thức hệ cộng sản, thì sẽ khó có thể chọn con đường đúng để phục hưng Việt Nam. Xin cảm tạ quý thính giả đã theo dõi chương trình diễn đọc, các bài viết, các bài bình luận và nhận định, phản ảnh tiếng lòng tha thiết của những người con đất Việt luôn trăn trở cho vận mệnh đất nước. Vừa rồi là bài nhận định gọi tên cuộc chiến của Trần Trung Đạo qua giọng đọc Đức Trâm. Xin kính chào, tạm biệt. Một địa cầu mới khai mọc lên, một thế giới mới khai sáng đời, một nền hòa bình vĩnh viễn mò đến cùng người. Một đất người mới khai vùng lên, hai ca tranh đấu khai bạo diệt. Tôi ngồi ngách mắt trông chờ, nghe những ủy ban hội đồng nói vu vơ. Bao nhiêu quân địa đã bù quanh, bao nhiêu tên trọc phú buôn danh, bao nhiêu lực lượng tiên tri giả dối. Cho đồng bào tôi được nhớ mãi nhớ hoài, buôn bán đời ta cho người lại mà thôi. Người cho sâu mắt chúng thêm đông, trong xương trong tủy chúng sông lên, ngoài tim dân lành đau như từng cơn. Một địa cầu mới khai mọc lên, một thế giới mới khai ra đời, một nền hòa bình vĩnh viễn mau đến cùng người. Một đoàn người mới khai vùng lên, bài ca tranh đấu khai vang dền, và người vì người khai chủ động người lên quê hương. Người vì người hay chủ động nuôi lớn quê hương, và người vì người hay chủ động nuôi lớn.